Clip này em muốn giới thiệu đến các bác chiếc ống ly mini. Đối với lại chiếc ống ly mini này thì em Tuấn giới thiệu với các bác phải nói là rất là nhiều rồi. Nó chỉ có mức giá là 680k. Chiếc ống ly mini này có hai cổng ra. Và nói tóm lại là bây giờ em sẽ test nhé. Test chiếc ống ly mini này đánh với đôi loa Harman có mức giá 1.900.000. Đôi loa Harman này các bác có thể lắp phòng trà, lắp ở ngoài trời hoặc lắp phòng karaoke trợ lời rất là tốt luôn. Và hôm nay em sẽ mượn ké thêm một con súp vào đây để cho bác lấy lời hát đấy nhé. Đây em quay gần cho bác nhìn thấy độc lập này. Đây ạ. Em Tuấn để cho bác nhìn luôn này. Em Tuấn đang dùng cái âm ly này và đây ra đôi loa đây luôn, độc lập luôn và có lấy một cái đường súp, có nhìn thấy chưa? Đây là cái đường súp này để cắm thẳng vào con súp kia luôn. Đấy, còn đâu là tất cả là loa độc lập hết, tại đây để cho bác thử luôn tại đây nhé. Em muốn như vậy để cho các bác biết à cái giá trị của đôi loa này nó như thế nào. Đó. Và chiếc ống ly nó khỏe như thế nào. Được chưa? Chiếc ống ly này có mức giá 680k. Đây em đang hát nhá. Em nói chiếc ống ly này bây giờ em vặn luôn đỏ tại đây luôn, nó tự lấy nó tin luôn này. Đây con này có hai đường mic luôn. Hai đường mic và hai đường loa. Có cái hai đôi loa thành bốn đôi loa đấy. Có bốn đường loa. Ok chưa? Đấy. Đôi loa này là 1.900.000. Sau đây em Tuấn sẽ test karaoke cho bác. Sau đó em sẽ giới thiệu cho bác chi tiết về cái ống ly này. Có 680k. Các bác có thể lắp trên ô tô hoặc các căn phòng di động, nó chạy được cả điện 12V và 240V. Sau đây mời các bác em test karaoke cho bác luôn nhé. Đây, cầm dây và nó sẽ xẹp. Test karaoke trực tiếp luôn các bác. Là con thuyền cô đơn đi, một tông nữ mất rồi. Hãy
680 còn loa 90 1.900.000 các bác.